Hello các bác, có thể nói là hơn một năm trở lại đây thì Motorola đã đánh dấu sự trở lại của mình với các mẫu smartphone trải dài từ tầm thấp, tầm trung đến tầm cao, có thể kể ra như là Moto E, Moto X Play, X Style v.v. Hôm nay thì mình mang đến cho các chế thân mến một sản phẩm đến từ Motorola với cái tên rất quen là Moto G. Nhưng tưởng quen mà thực sự không phải đâu, bởi vì đây là thế hệ thứ hai của dòng Moto G. Như miếng dán trên cạnh hộp thì mình có thể thấy đây là chiếc máy hỗ trợ 4G và có bộ nhớ trong 16GB. Thực sự thì nhìn hộp này mình chả muốn nói về cái gì cả, nên là thôi nách nách mở hộp luôn nhá. Vâng, giới thiệu với các bác chiếc Moto G thế hệ thứ hai màu đen. Đẹp phết. Một tai nghe màu trắng. Một củ sạc dài. Cuối cùng là một lô một lốc sách hướng dẫn sử dụng các thứ tiếng đọc đến bao giờ cho hết. Ở phiên bản thứ hai này thì có thể nói Moto G không có gì khác nhiều cho lắm so với phiên bản đầu tiên. Chúng ta thì vẫn có một chiếc máy nhỏ xinh với phần vát trên dưới thuôn thuôn, các góc bo tròn. Mặt đằng trước thì vẫn được bài trí với giải loa theo phong cách quen thuộc của Motorola. Phần trên dưới và cạnh màn hình tương đối mỏng, đấy cũng là lý do mà mình luôn có thiện cảm với Motorola. Nắp lưng phía sau thì có thể tháo ra thay vỏ được và vẫn được làm theo phong cách Motorola với kiểu hơi vát vát ở phần trên và logo lõng xuống tạo điểm nhấn cho máy. Chất liệu nhựa chống phân tốt và tạo cảm giác rất dễ chịu cho máy. Mặc dù là máy có giá khá rẻ nhưng mà thiết kế vẫn rất là đẹp. Nếu thích sang trọng thì nên chọn màu đen, còn thích trẻ trung thì lấy màu khác. Và có một điểm cộng nữa là máy còn có khả năng chống nước, hỗ trợ 2 micro SIM. Thiết kế không thay đổi cho lắm nhưng mà màn hình của thế hệ thứ hai có sự thay đổi khá lớn. Màn hình tăng từ 4,5 inch lên 5 inch nhưng rất tiếc là vẫn giữ độ phân giải HD. Tấm nền IPS thì giúp cho máy có góc nhìn tương đối rộng. Hình ảnh thì thực sự mình thấy màu sắc tốt thật và cũng khá sâu, không mịn được bằng màn hình của thế hệ đầu tiên. Được cái là máy có tấm kính cường lực Gorilla Glass 3, đặt vào mức giá như thế là rất tốt rồi, trong khi những chiếc máy cao cấp nhiều khi cũng chỉ dừng lại ở kính cường lực số 3 chứ không phải là số 4. Về cấu hình thì máy chạy hệ điều hành Android 5.0.2, con chip Snapdragon 400 của Qualcomm lõi tứ, xung nhịp 1,2 GHz, RAM 1 GB. Với chiếc máy này thì sẽ rất thích hợp với những bạn không có nhu cầu dùng nhiều lắm, ngoại trừ những nhu cầu cơ bản như là lướt web, dùng mạng xã hội, check email v.v. Nói nhiều rồi, mình quyết định sẽ kết thúc clip ở đây. Chiếc máy này thì đang có mức giá là gần 3,2 triệu tại Hoàng Hà Mobile. Cảm ơn các bác đã xem clip của mình và đừng quên like cũng như subscribe Hoàng Hà Media. Xin chào và hẹn gặp lại lần sau.